Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry khám phá. Trong khi các nước phương Tây đồng loạt lên án Nga tấn công Ukraine, thì Trung Quốc lại thể hiện một thái độ tương đối lặng lẽ, thậm chí còn thắt chặt quan hệ với Nga hơn. Tất cả đều nằm trong các tính toán chiến thuật, chiến lược của Trung Quốc trên bản cờ toàn cầu. Cách tiếp cận mềm mỏng, cân bằng. Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, ông Trương Quân đã ra tuyên bố và tái khẳng định quan điểm trung lập của Trung Quốc, nhấn mạnh sự kiềm chế, áp dụng ngoại giao, ủng hộ phía châu Âu và Nga thực hiện đối ngoại bình đẳng về các vấn đề an ninh châu Âu, dương cao nguyên tắc an ninh không thể chia cắt. Trung Quốc lướt qua vấn đề về Ukraine bằng cách liên kết cuộc xung đột này với các vấn đề rộng lớn hơn, đó là cơ chế an ninh của châu Âu. Bắc Kinh không ủng hộ các lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ và gọi đó là hành vi thiếu trách nhiệm. Nhưng đồng thời thì Bắc Kinh lại ít nhiều bày tỏ sự cảm thông với Liên minh châu Âu EU, chủ yếu là Pháp và Đức. Ngoại trưởng Trung Quốc, ông Vương Nghị, tuyên bố rằng tình hình ở Ukraine là trái với lợi ích của châu Âu và ông nhấn mạnh nỗ lực làm trung gian ngoại giao của châu Âu. Trung Quốc đang tìm cách thúc đẩy có hệ thống sự hiện diện chiến lược của mình trên lục địa Á-Âu, đặc biệt là ở châu Âu. Trong bối cảnh đó, Trung Quốc không có xu hướng hy sinh toàn bộ quan hệ của mình với Ukraine vì bản thân Ukraine là đối tác thương mại lớn và vì Trung Quốc thì cũng muốn tỏ ra tôn trọng các nước chủ đạo ở châu Âu có cảm tình với Ukraine. Như vậy, một mặt Trung Quốc đã tận dụng chính thực tế Nga đang bị phương Tây cô lập sau khi phát động chiến dịch quân sự tấn công Ukraine. Nhân cơ hội này, Trung Quốc đã củng cố hơn nữa một quan hệ vốn chặt chẽ với Nga. Mặt khác, Trung Quốc cố gắng thể hiện mình là một đối tác tin cậy về kinh tế và chiến lược cho châu Âu, tận dụng cơ hội từ lệnh trừng phạt nhằm vào Nga. Thời điểm Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014, Trung Quốc đã không ủng hộ cũng không lên án động thái của Nga. Và bây giờ, quan điểm của Trung Quốc thì vẫn nhất quán. Trung Quốc không ủng hộ chiến thuật của Nga, tức là công nhận nền độc lập của hai vùng ly khai ở Donbass. Nhưng dường như Trung Quốc cũng có ngầm ủng hộ quan điểm của Nga ở một chừng mực nào đó khi họ hiểu rằng Nga ủng hộ quan điểm của Trung Quốc về vấn đề Đài Loan. Vào tháng 2 năm 2022, Nga từng tái khẳng định ủng hộ về chính sách một nước Trung Hoa. Cả năm 2014 và hiện nay, Trung Quốc đều phản đối các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga. Hồi năm 2014, cách tiếp cận đó của Trung Quốc đã thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Nga-Trung. Sau khi phương Tây trừng phạt Nga thời điểm đó, Trung Quốc đã gia tăng quan hệ kinh tế với Nga và ký nhiều thỏa thuận năng lượng, trong đó có dự án đường ống khí đốt Siberia trị giá 400 tỷ đô. Năm 2021, thương mại song phương giữa hai nước này đạt mức cao kỷ lục là 147 tỷ đô, trong đó dầu chiếm hầu hết xuất khẩu của Nga sang Trung Quốc. Việc Nga tấn công Ukraine vào tháng 2 năm 2022 sẽ chỉ thắt chặt thêm quan hệ giữa Trung và Nga, nhất là về kinh tế. Hướng tới một trật tự thế giới mới. Vào đầu tháng 2 năm 2022, trước khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt trên Ukraine, Trung Quốc và Nga đã tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh, trong đó họ nhấn mạnh ủng hộ lẫn nhau trong bảo vệ chủ quyền, an ninh và các lợi ích phát triển, chống lại một cách hiệu quả sự can thiệp từ nước ngoài và các mối đe dọa đối với an ninh khu vực. Các thông cáo chung của hai nước đều nhất quán mô tả liên minh của họ là hữu nghị, không có vùng cấm, tuyên bố tái phân bổ quyền lực trên thế giới. Thực tế này phản ánh một thách thức rõ ràng đối với trật tự toàn cầu do Mỹ lãnh đạo. Ý đồ của Nga và Trung Quốc là xây dựng một trật tự mới. Quan hệ thân thiện giữa ông Tập và ông Putin cần được xem xét trong tầm vóc rộng lớn của mục tiêu làm xói mòn trật tự quốc tế, lấy Mỹ làm trung tâm. Trung Quốc thực ra là đang theo đuổi một chính sách ngoại giao thực dụng. Họ không thể hiện quan điểm rõ ràng về vấn đề Ukraine nhằm thách thức vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ, đồng thời dựa vào Nga để ứng phó với thách thức của Mỹ, trong khi lại tiếp cận được nguồn năng lượng của Nga và công nghệ quốc phòng của Nga. Tuy nhiên, Trung Quốc thì vẫn đang theo dõi chặt chẽ sự phản ứng của phương Tây trước cuộc tiến công của Nga và lãnh thổ của Ukraine và họ sẽ điều chỉnh quan điểm nếu tình hình leo thang. Nói cách khác, các mục tiêu của Trung Quốc đều xuất phát từ lợi ích quốc gia. Dẫu thân thiết với nhau, Nga và Trung Quốc thì đồng thời vẫn là đối thủ của nhau. Thế đứng mạnh hơn của Nga ở Á-Âu hoặc một cuộc khủng hoảng Ukraine kéo dài sẽ gây bất lợi cho các kế hoạch của ông Tập Cận Bình đối với khu vực này, đặc biệt là với sáng kiến vành đai và con đường BRI. Trung Quốc có phải là lối thoát kinh tế cho Nga? Nền kinh tế Nga hiện nay đang phải đối mặt với nhiều thách thức bởi hàng loạt các biện pháp trừng phạt từ Mỹ và các nước phương Tây do cuộc xung đột tại Ukraine. Điều này được dự báo sẽ thúc đẩy Moscow thắt chặt hơn nữa quan hệ kinh tế với Bắc Kinh,
để hạn chế tác động tiêu cực từ các biện pháp trừng phạt. Theo các chuyên gia, Trung Quốc hiện nay là nước duy nhất có thể giúp Nga giảm thiểu tác động kinh tế từ các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Trên thực tế, việc Trung Quốc mua số lượng khí đốt trị giá hàng tỷ đô và ký kết các thỏa thuận hợp tác về cơ sở hạ tầng, công nghệ đã giúp Nga hạn chế đáng kể tác động tiêu cực từ các biện pháp trừng phạt thương mại và tài chính mà phương Tây áp đặt lên nước này sau sự kiện sáp nhập Crimea hồi năm 2014. Các số liệu thống kê cho thấy Trung Quốc đang là đối tác thương mại hàng đầu của Nga, chiếm 23% kim ngạch xuất khẩu và 15% kim ngạch xuất khẩu của Nga trong năm 2020. Các ngân hàng chính sách lớn của Trung Quốc vốn tách biệt hẳn với các ngân hàng thương mại sẽ là thực thể chủ đạo đảm nhận hỗ trợ tài chính cho Nga. Tới thời điểm này, Nga là khách hàng nhận được các khoản vay lớn nhất từ các tổ chức tài chính của Trung Quốc với tổng giá trị lên tới 151 tỷ đô trong giai đoạn từ 2000 tới 2017. Ngay trước thềm cuộc xung đột, Bắc Kinh đã dỡ bỏ các hạn chế nhập khẩu đối với lúa mì từ Nga và ký một thỏa thuận có thời hạn tới 30 năm để nhập khẩu khí đốt. Dấu hiệu cho thấy thị trường khổng lồ của Trung Quốc đang mở cửa hơn với Nga. Ở chiều ngược lại, Trung Quốc cũng cần tới nguồn hàng hóa dồi dào từ Nga. Theo tờ New York Times, cho tới nay thì hầu hết năng lượng và lương thực mà Trung Quốc cần nhập khẩu phải di chuyển qua các vùng biển có sự hiện diện của Hải quân Mỹ và Ấn Độ. Do vậy, Bắc Kinh đang cố gắng dựa nhiều hơn vào các nguồn cung khác. Bên cạnh việc nhập khẩu hàng hóa, cả Moscow và Bắc Kinh đều đang cố gắng phi đô la hóa hoặc chí ít là hạn chế sử dụng đồng tiền của Mỹ trong thương mại nhằm giảm mức độ tiếp xúc với hệ thống tài chính của Mỹ. Và năm ngoái, công ty dầu khí Gazprom của Nga đã thông báo sẽ sử dụng nhân dân tệ cho các giao dịch nhiên liệu máy bay với Trung Quốc thay vì USD. Bắc Kinh hiện nay đã phát triển hệ thống thanh toán liên ngân hàng xuyên biên giới SWIFT, một giải pháp riêng thay thế cho hệ thống liên ngân hàng quốc tế SWIFT. Do vậy, việc mà các nước phương Tây loại bỏ một số ngân hàng của Nga khỏi SWIFT được dự báo sẽ thúc đẩy Nga tìm tới giải pháp thay thế này nhiều hơn nữa. Đồng nhân dân tệ kỹ thuật số mà Trung Quốc đang thử nghiệm cũng được coi là một giải pháp khác giúp Nga né các biện pháp trừng phạt. Năng lực hỗ trợ của Bắc Kinh chỉ có hạn. Tuy nhiên, năng lực hỗ trợ của Trung Quốc liệu có đủ để giúp Nga không phải bận tâm tới các biện pháp trừng phạt từ phương Tây không? Câu trả lời có lẽ là chưa đủ, bởi từ chính những hạn chế của hai bên. Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới, World Bank, Trung Quốc chiếm 17,3% GDP toàn cầu trong năm 2020, so với chỉ 1,7% của Nga và tới 45,8% của các nước G7. Do vậy, theo phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki, sự chênh lệch lớn giữa Nga, Trung Quốc và các nước G7 đồng nghĩa với việc Trung Quốc không thể thay thế các thị trường lớn khác trong việc giao thương với Nga. Ở chiều ngược lại, Nga cũng sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc chuyển hướng sang thị trường mới trong ngắn hạn. Ví dụ như trong lĩnh vực năng lượng, hiện Bắc Kinh muốn nhập khẩu nhiều khí đốt hơn, nhưng Moscow thì vẫn chưa thể đáp ứng ngay được bởi các đường ống liên kết giữa hai quốc gia hiện đã hoạt động hết công suất. Việc Mỹ và các nước đồng minh áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm ngăn Nga tiếp cận với các chất bán dẫn tiên tiến và công nghệ hiện đại khác cũng được dự báo sẽ gây ra những thiệt hại mà Trung Quốc khó có thể bù đắp. Trung Quốc có sẵn sàng hỗ trợ Nga bằng mọi giá. Bên cạnh đó, một vấn đề khác cũng được quan tâm là liệu Bắc Kinh có sẵn sàng hỗ trợ Moscow bằng mọi giá không. Quan hệ Trung Quốc và Nga đang ở mức cao nhất trong lịch sử, nhưng hai nước thì vẫn chưa phải là một liên minh. Thậm chí, lợi ích của hai quốc gia láng giềng này còn có nhiều xung đột. Trong khi đó, quy mô thương mại giữa Trung Quốc và Nga dù đã tăng lên tới 146,9 tỷ đô trong năm ngoái, thế nhưng vẫn chưa bằng 1 phần 10 quy mô thương mại 1.600 tỷ đô giữa hai nước này với Mỹ và Liên minh châu Âu. Do vậy, Bắc Kinh hiện chưa cho thấy họ có thể sẵn sàng mạo hiểm đánh đổi quan hệ kinh tế với Mỹ và phương Tây để giúp đỡ Nga quá nhiều. Các chuyên gia cho biết Bắc Kinh có thể hỗ trợ Moscow trong việc ứng phó với các biện pháp trừng phạt nhằm vào ngành tài chính ngân hàng hay là kiểm soát xuất khẩu công nghệ. Tuy nhiên, sẽ chỉ dừng lại ở những giới hạn nhất định. Các công ty Trung Quốc có thể tận dụng tình hình để kiếm tìm những thỏa thuận tốt hơn, nhưng đồng thời thì cũng sẽ né tránh việc vi phạm công khai các lệnh trừng phạt dẫn tới rủi ro cho chính họ. Trung Quốc sẽ hỗ trợ Nga về mặt tài chính và thương mại trong các giới hạn mà các biện pháp trừng phạt cho phép. Các công ty nhỏ và ngân hàng có thể né tránh các biện pháp trừng phạt, thế nhưng các công ty lớn và chính phủ Trung Quốc thì sẽ không mạo hiểm tạo ra những rạn nứt trong quan hệ với phương Tây. Trong quá khứ, một số công ty dầu khí của Trung Quốc có hợp tác với Nga đã bị tổn thương từ các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga. Một viễn cảnh như vậy chính là điều mà các công ty Trung Quốc đang lo lắng.
Các ngân hàng thương mại cũng sẽ cần đặc biệt cẩn trọng bởi họ có các hoạt động trên các thị trường tài chính có liên kết với hệ thống đồng đô la. Theo Bloomberg, sau khi Nga mở các chiến dịch quân sự, ít nhất có hai ngân hàng lớn của Trung Quốc là ICBC và Bank of China đang hạn chế cấp vốn cho các hoạt động mua hàng hóa từ Nga do lo ngại các biện pháp trừng phạt. Mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã không được cải thiện trong vài năm qua, vì vậy không thể kỳ vọng Trung Quốc sẽ bất ngờ tham gia đầy đủ các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Tuy nhiên, nếu xung đột tiếp tục kéo dài và các biện pháp trừng phạt trở nên cứng rắn hơn, Trung Quốc rất có thể có lẽ phải cân nhắc lại lập trường của mình. Vị thế của Trung Quốc sẽ thay đổi thế nào? Không giống như các liên minh chính trị, quân sự hình thành trong chiến tranh lạnh, quan hệ Nga-Trung giai đoạn trước khủng hoảng Ukraine không chịu tác động về mặt hệ tư tưởng, có chăng chỉ là tư tưởng củng cố liên kết để chống Mỹ. Sự khác biệt về ý thức hệ hai bên là không lớn, đó là quan hệ đối tác, thế nhưng chưa phải là đồng minh. Sử dụng công thức hoạt động cơ bản, đó là không phải lúc nào cũng nhất trí, nhưng không bao giờ chống lại nhau, với hợp tác kinh tế cùng có lợi là trụ cột chính. Cột trụ này có thể nói đã đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong quyết định của Tổng thống Putin đưa quân vào Ukraine ngày 24 tháng 2, bởi chắc chắn ông Putin đã lường trước được là một trong những đơn vị quân đội Nga tràn vào lãnh thổ Ukraine thì nước này sẽ phải chịu những đòn trừng phạt khốc liệt từ phía Mỹ và phương Tây. Kể từ khi sáp nhập Crimea vào Nga năm 2014, Moscow đã thực hiện chính sách xoay trục hướng đông để chuẩn bị cho những đòn trừng phạt trong trường hợp nổ ra khủng hoảng. Quả nhiên, điều đó đã xảy ra. Khi đối mặt với những đòn trừng phạt liên hoàn từ Mỹ và cộng đồng quốc tế, hẳn nhiên là Tổng thống Putin phải nhìn về hướng đông để tìm kiếm một lối thoát khả dĩ giúp nền kinh tế Nga có thể đứng vững trước vô vàn khó khăn do các lệnh trừng phạt gây ra. Mỹ và phương Tây đã ngắt nền kinh tế Nga ra khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, thì lập tức Nga và Trung Quốc đẩy nhanh phối hợp để liên kết các hệ thống thanh toán tài chính của nhau. Mặc dù Nga có phần lép vế khi phải sử dụng đồng nhân dân tệ để dự trữ ngoại hối, cũng như một số ngân hàng của Nga phát hành thẻ tín dụng hệ thống thanh toán UnionPay của Trung Quốc, nhưng đó chưa phải là những yếu tố lép vế duy nhất mà Nga phải gánh chịu trong quan hệ với Trung Quốc do hệ lụy từ cuộc xung đột vũ trang tại Ukraine. Nga đưa quân vào Ukraine, Trung Quốc đã bỏ phiếu trắng khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết lên án Nga, thế nhưng lại xung phong đứng ra gánh vác trách nhiệm thúc đẩy lập lại hòa bình ở Ukraine. Rõ ràng Bắc Kinh muốn đóng một vai trò lớn hơn trong các vấn đề về an ninh quốc tế. Do cuộc xung đột với Ukraine, nền kinh tế của Trung Quốc phải gánh chịu tổn hại ít nhiều bởi giá cả hàng hóa, nguyên liệu tăng cao. Thế nhưng, đó là cái giá khá rẻ để có được một vị thế cường quốc toàn cầu. Nói cách khác, khi mà Ukraine trở thành chiến trường để Nga và phương Tây đọ sức, thì Trung Quốc là bên thu được lợi ích chiến lược lớn. Sau cuộc xung đột này, Trung Quốc càng vươn lên vị thế lớn của một cường quốc ngang bằng với Mỹ về nhiều mặt. Trong khi đó, Nga sẽ bị bỏ lại phía sau khá xa. Đó là chưa kể Trung Quốc sẽ chăm chú theo dõi Nga hành động ở Ukraine, đánh giá diễn biến cũng như kết quả của cuộc xung đột, rồi đưa mắt hướng về phía Đài Loan và các nước láng giềng xung quanh để có những cách hành xử gây hấn như đã từng xảy ra trong thời gian gần đây. Và đó cũng là một hệ lụy của cuộc xung đột diễn ra giữa lòng châu Âu.